43 Phẩm Biện Sự. Lúc bấy giờ cụ Thọ Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì việc lớn mà xuất hiện ở đời. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì việc chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì việc chẳng thể xương lường mà xuất hiện ở đời. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì việc không có số lượng mà xuất hiện ở đời. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì việc không gì sánh bằng mà xuất hiện ở đời. Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì việc lớn mà xuất hiện ở đời, vì việc chẳng thể nghĩ bàn mà xuất hiện ở đời, vì việc chẳng xưng lường mà xuất hiện ở đời, vì việc không có số lượng mà xuất hiện ở đời, vì việc không gì sánh bằng mà xuất hiện ở đời. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự. Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu chơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu 10 địa Bồ Tát. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma địa. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu quả dự lưu, quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu quả vị độc giác. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có khả năng thành tựu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật.